Xin chào bà. Kìa, ông là ai? Thưa bà, tôi là kẻ từ miền xa xôi lắm. Tôi đạp xuống Hà Nội gió tuyết trở về đây. Để làm gì? Để kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện? Ông muốn nói chuyện chi? Chuyện ban đầu của một người con gái. Chuyện đau thương của một kẻ đắng trình. Đêm qua tôi có về ngang nơi hòn hẹn cũ, thì mới thấy người con gái ấy đã sang sông. Ông là ai mà làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động? Ông hãy đi đi, ông hãy đi đi. Dạ, dân tôi sẽ ra đi để đưa tiếng mùa thu vào trong một giấc mơ buồn. Rồi có chiều nào bà dừng chân nơi quán lạ, xin bà dành lại phút giây hoài niệm kẻ đăng trình. Tôi đã ra đi là chấp nhận cho mình một cuộc sống bên trời cô độc như loài chim. Buồn lạc lòng giữa cánh xương. Bà ơi, nếu có phút giây nào bà chẳng nhớ thương đến kẻ đã cùng bà thề nguyện, thì xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm mà khóc cho nhau dài giọt lệ ban đầu. Ông là ai? Mà sao giọng nói nghe nghẹn ngào nức nở? Nhắc chuyện ban đầu của ai kẻ mới chào yêu, có phải chăng ông là kẻ đã ra đi và bỏ lại sau lưng niềm trong lành? Bà ơi, chỉ như tôi đã cùng bà thề nôn hẹn biên, thì giấc mơ kia đâu còn gì nữa khi rượu cuộc sống vàng son qua mộng, bỏ lại bên đường dài kỷ niệm đơn sơ. Bà ơi, tôi đến đây là để chúc tụng cho bà, cho đêm hôn lễ được vô vàng thành công. Và hãy quên đi những gì đêm gặp gỡ, cho mộng trời ta không bờ ngỡ mộng sông hồ. Để cho bà được bình yên trên kiểu cưới. Nhưng đó là quyết định của sư mẫu em, thì trời ơi làm sao, làm sao cãi lời người được. Tông ca, bà ơi, dù muốn dù không thì bà cũng là vợ của người ta. Còn tôi là kẻ đứng bên lề hạnh phúc. Có tiếc thương tôi cũng đặt kia biệt, mong mỹ nào cũng ta cuộc giữa cánh xương. Tôi sẽ dừng chân bên triền đồi có lạ, để lắng nghe chim quyền đang rộn ra kêu sầu. Đó cũng là lúc mà đã bình yên trong cuộc sống, bên cạnh chồng và những đứa con sinh. Còn tôi với cuộc đời không định mong, gió bụi xin chỉnh biệt. Tâm ơi, từng bước chân xa chỉ đôi trời, chỉnh biệt
tôi trở lại gặp Nga lần sau cuối, rồi tôi sẽ dấn thân vào hội gian nguy. Em gian anh, em xin anh hãy quên bỏ thù xưa, càng trả hận hận thù càng chất ngất. Họ làm cho ta phải trọn đời đau khổ, phải sống nương nhờ nơi cửa từ bi. Nếu không nhờ ông sư phụ trợ che và sự hy sinh tốt cùng của như tốt cùng, thì thằng bé bỏng của ta đã trở thành tro bụi, đâu còn gì lưu giữ. Chương trình thì Thu Vân xin gửi đến tất cả quý vị ba câu giọng cổ trong bài tân cổ được mang tên Chuyện đêm mưa. Một ngày khi
mối duyên tình ta chỉ thế thì thôi. Ngày ta cố đã chìm trong dĩ vàng, chơi vậy làm gì cho chướng bằng lòng nhau. Hãy để niềm đau chết theo ngà đưa giờ đấy dự lễ du lan bâng khuâng nhớ mẹ xôn xao trong lòng bao la trời đất mong cùng không bằng công mẹ ngồi một mình. Hãy subscribe.
con bún mâm còn lưỡi lừa cá xương đắng cay khổ cực nhọc nhằn mà vui sớm hôm cận kề không hề đánh rang miếng sao con bình mẹ thương con thật vô bên vô bên mẹ ơi xin hãy thứ tha cho con trẻ dại khờ từ lúc bé thơ cho đến ngày con khôn lớn hoặc vô tình hay lỗi lầm con xin mẹ hãy thứ tha quỳ xuống đây con thành tâm sám hối mùa du lan là mùa hiếu đạo ráo rực trong lòng mẹ ơi con thương nhớ tôi giống nhân lên chùa lễ Phật kinh tăng nói gương thánh hiếu mộng liên thuở nào tưởng nhớ đến gương xưa mà con thấy nghẹn ngào tu đắc đạo có thần thống diệu dùng một liên chánh lòng muốn tìm gặp mẫu thân vì âm dương cách trở đã bao năm dùng thiên nhãn ngày nhìn xem trong khắp cõi nhưng hỡi ơi thấy mẹ mình khổ đau nơi địa ngục một liên quỳ đắm lễ vì người buồn tạnh có vui đâu cha mẹ khổ tinh thần thì vật chất kia trở thành vô nghĩa phương pháp đáp đền cống dưỡng dục cù lao phải thành khẩn bằng tâm không sai biệt lễ tự tư vô lan tăng hồi là ngày Phật trời xa tội giống lòng chân thành cầu thỉnh chư tăng tâm thanh tịnh trong ba tháng cư kiếp để chú nguyện cho cửu quyền thất con và các dòng linh siêu độ nơi cõi lành cha già như Phật Thích Ca mẹ già như thể Phật Bà Văn Mẹo và xin cảm ơn những tình cảm thân thương mà bà con cô bác đã dành tặng cho Văn Mẹo rất nhiều.